Cây nhỉ. Vâng, rất xin lỗi anh em là đã qua microepisode đầu tiên. Vâng, vào hơi nhanh một tí. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem nào, bên phía của Optic Gaming, à không, Big họ thắng cho mình microepisode. Vị trí của Top Sen đã lên cho mình một cái M4A1S rồi. SMG chính là 4 khẩu MP9 cho các player còn lại. Optic Gaming thì họ chỉ có cho mình được 5 khẩu Glock thôi, không có quá nhiều cơ hội dành cho bên phía Optic trong round này. Santa Red chuẩn bị đụng độ các đội Optic ở đây, và đây sẽ là hài mạng dễ dàng dành cho Santa Red. Double kill rồi, không cần người hỗ trợ. Bên phía của Optic họ cứ thấy họ nằm xuống rồi. Vâng, và đó là mạng của Nick khi kết thúc anh chàng quét thành công rồi. Và lại là tôi và chín, và lại là Optic Gaming. Và tiếp tục là cái anh chàng quét này, thật sự mà nói rằng đọc tên từ hôm qua đến hôm nay vẫn cứ là bực mình thôi. Mút ra đẩy rất nhanh lên và có đạo thứ hai để cho bên phía team Big. Trận thi đấu này đẩy giờ lên sớm ư? Trận này trên, nói chung là trên lịch thì hiện khoảng 3:15 nhưng mà vào hơi sớm tí. Vừa rất bất ngờ. Vừa đi vệ sinh ấy, đang định vào phòng bên cạnh nằm tí cho đỡ mỏi lưng thì tự nhiên thấy thằng Chí nó đã cát rồi. Mình nghĩ là thôi xong rồi. Và cái nó mặc vest tử tế thế, hóa ra là bắt đầu sớm. Và chúng ta cùng đến với round thứ 3 thôi. Optic Gaming họ đang có một round full buy đầy đủ. Santares đang úp mặt vào tường để nghe tiếng. Rất khó chịu đến từ chàng Santares này. Tizian với một thương hiệu của mình đã làm nên ở cái map Opat ở trong khu bom giải B. Lần này thì Tizian đang ở trong khu B-Shot thôi. Với khẩu MP9 đã chiếm shot thì hoàn toàn có thể bách về đến 3A. Smoothja và Santares đang là người bắn cặp trong khu bom giải A. Optic Gaming thì có vẻ như họ đang muốn đánh từ long vào trong khu bom giải A. Ném full bài luôn, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một team bắn Opat và ném full bài như thế này. T-Sit phát hiện được ra vị trí của anh chàng Smoothja rồi. Đồng đó thì là Santares thì đúng hơn. Smoothja lộ tiếng họp và quả nết này. Vâng, liệu rằng những trả đồ này có cứu được Smoothja hay không đây? Smoothja đang sống trong sợ hãi. Flat trả ra là đẹp. Nhưng Smoothja có một mạng của MSL rồi. Có double kill trước khi bị kết thúc với Config. Đó là tính đổi mạng lại nhanh. Config có triple kill rồi. Qua đạt kill thì Config vẫn đó là tính lan nắp gần như thẳng hàng đến từ Top Xe, Tizian và chàng Nick. 1-2 thành Optic Gaming và đó là Optic Optic Config. Một đạo tiếng tỏa sáng cá nhân của anh chàng này, một tiếng bắn tay là quá to. Nếu như có vị trí lên tiếng thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ F5 lại. Rồi. Anh em đợi chút xíu. Vâng, Config đã có một cái round mà thi đấu quá tuyệt vời. Bên phía Optic Gaming họ phải tràn vào bom xe A, gặp phải vị trí của Smuya. Vâng, thủ cho bom sai cũng khá là chắc chắn, nhưng chỉ cần với một cái tình huống tỏa sáng như vậy thôi làm cho mình đến tận qua đa kill của Config. Thì bây giờ ép cho bên phía Big phải chơi mình những khẩu lục rồi. Một round eco mà chỉ có P250 cùng đó là DE trong tay của Tizian. Không có quá nhiều cơ hội, nhưng họ đang stack đến tận 4 người trong toilet và 1 người trên long. Đó là Top Sen Nico nhìn thấy cái gì đó, nhưng anh ta cũng bị bắn yếu rồi. Phải lùi về thôi, không nên để khẩu AK này rơi. Trả smoke, trả lửa ra khá an toàn mà lùi về, nhưng vẫn bị bắn, còn cho mình 7 HP và về kịp thời. Trong cái đó đi đồng đội của anh ta vào trong bom side B, phát hiện ra rằng bom side B clear. Thì bây giờ ai sẽ cứu bên phía của Big đây? Chắc chắn sẽ là ông trời rồi. Thế nào thế này, với 5 khẩu súng lục thì quá khó để Big có thể làm ra một điều gì đó ra gì vào này nọ. Nico 7 máu ở thời gian đầu tiên, và anh chàng Nico đang đứng ở vị trí T7 từ rất sâu rồi. Big với những khẩu lục có phải như sẽ không có gì để mất rồi. MSL đang là người kê lại 003, liệu rằng có sẽ là 004 hay là 103 đây. Bắt đầu vào những vị trí đi chỏm đầu, và MSL tầm 10 chậm nhưng vẫn kịp cho bạn Top Sen. MSL đối đầu với chàng Santares. Nào, Santares thì nổi tiếng tay to đó với khẩu P2000. Liệu rằng Santares có mạng không đây? Nhưng nhìn những tình huống đi giật lùi như này thì sẽ là tình huống xếp súng rồi. Xếp với khẩu súng P2000. Hai đều để Optic Gaming. Bây giờ bên phía Big với lượng tiền này họ vẫn có thể full buy được, nhưng lượng lựu nó sẽ là khá là yếu. Lượng lựu sẽ rất yếu. Optic họ sẽ xử lý như thế nào đây? Vậy là không, quyết định half buy luôn rồi. Họ quyết định half buy với lục và giáp thôi. Để ra đấu sau thì họ sẽ có súng to và lượng lựu nó đầy đủ hơn. Nhưng liệu Optic Gaming đối đầu với họ chỉ là những khẩu lục, nhưng bên phía Big họ vẫn có smoke và nade để trả ra, sẽ khiến cho Optic Gaming phải chậm lại. Bây giờ MSL đang tanh lên shot rất nhanh, nhưng một quả nade này được trả ra khiến cho MSL mất cho mình nửa cây máu liền. Một quả nade khá là đánh đá theo timing của Nick.
Bên phía của Big họ vẫn giữ cho mình một đội hình hai người, ba người ở bóng sai B khi mà Smuja đang back về rồi. Nhưng mà Optic Gaming cũng có đến tận ba người ở B shot và có thể sẽ đánh về khu vực bóng sai B khi mà quả C4 thì đang vứt ở cái B lon. Bây giờ stack nade vào tap xem có mạng của Config. Nhưng mà hai cái tình huống stack nade này nó không ăn thua, không có ai của Big ở đó cả. Bây giờ thậm chí Big họ back về tận 4B rồi. Optic Gaming liệu họ có muốn đánh OB không hay họ đang về đây. Tap xem được bút lên và có mạng của MSL. Càng ngày thì các thành viên Optic họ càng bị mất người rồi. Bắn chậm quá, có vẻ như là đây là một sự lựa chọn nó hơi bị sai lầm của bên phía Optic Gaming. Có lợi thế về súng nhưng mà chưa cấu được một chút máu nào của Big cả. Bây giờ thì Optic họ đang đổi hướng lên khu vực bom xe A. Nhưng chắc chắn là Smuja đang back về và sẽ là giữ bom xe A chắc được thôi. Stress vừa rồi búp ra quả flash khá hay và Miko có vẻ như đã lộ tiếng rồi. Stress nghe được cái điều này. Nhưng Stares chỉ cầm ở CZ75 thôi, quá khó. Nico đang tăng vào trong khu bom xe A rồi. 35 giây sẽ là tính lên A của bên phía team Optic Gaming. Nico bằng quả smoke one way rất khó chịu. Nico spam vào nhưng Nick mới là người bắn tốt hơn. Smutra vẫn chưa lộ vị trí. Smutra đẩy ra theo thằng mình rồi. Một mạng cho vị trí Smutra trước khi bị kết thúc bởi TZ. Tình huống đưa về là 2v1, 2-1 rồi. Chỉ cần đợi đồng đội về thôi. Đồng đội đã móc đường sau nhưng Nick lại bị kết thúc rồi. 16 giây đặt bom kim đến thành trang TZ. Vâng, liệu rằng TZ có đoán ra đối phương đang móc hay không đây? Nhưng đó thì cũng bắn tốt hơn của anh chàng Tizian. Nếu như anh em nào nhớ ở map thiếu Opat này thì Tizian đã có một tình huống bắn USP rất kinh ở bom sai B. Map thi đấu này, những tình huống ngồi nhấp nhá ở cái kỳ Fake It Major London. Vừa rồi thì Tizian đã có một tình huống bắn DE là rất khét. Có vẻ như cái map Opat này thì Tizian bắn súng to cũng không kém, bắn súng nhỏ cũng không kém như là súng to đâu. Không thể nào nghĩ được rằng bên phía Optic cậu lại thua một cái round mà đối phương chỉ có lục và giáp một cách đơn giản đến thế. Vâng, họ không gây ra được quá nhiều áp lực cho bên phía Big. Thậm chí Big mới là cái đội gây áp lực tốt hơn với những cái tình huống bút người vào pick lẻ của mình. Nhưng bây giờ thì vị trí của Santares đang đẩy lên Balloon rồi. Rất tự tin với một khẩu M4. Có vẻ như đã phát hiện ra được Nico. Nhưng tap xe tiếp tục kết thúc được TC là Connector. Một tình huống mà tap xe đục xuyên qua cửa. Quá đáng tiếc cho T-Seed, vâng, đang nghỉ lờ ngơ ở Connector thì bị đục chết. Một lợi thế hơn người từ rất sớm dành cho Big. Và bây giờ thì tap xe lại được bút lên, nhưng súng này hơi dài nha, cẩn thận nóng lói ra anh ơi. Nhưng lại thấy được súng MSL rồi, chắc chắn là sẽ kê lại rồi. MSL cũng rất cẩn thận. Vâng, bây giờ thì liệu tap xe có mạng không đây? MSL vẫn đang lùi vào nhưng không, bây giờ di chuyển ra rồi, bắn nhau rồi. Bây giờ thì tap xe bắn lỗi, chỉ cầu được nửa cây máu MSL. Bên phía Optic Gaming họ đang trả khá đồ trong vụ bom sai B để gặp lực, có cả smoke lên cùng tower rồi. Nhưng họ quyết định không đánh vào B mà lên A. Ở trên A thì Smuja đã kết thúc được Nico. Một cái mạng mà Nico cố tình gây bất ngờ nhưng không thành công. Bên phía của team Big họ sẽ đẩy người về thôi. Đó chính là vị trí Satanet đã back up về. Smuja vẫn có ọp thôi. 40 giây thì bom sai A vẫn cứ là chắc chắn dưới tay của anh chàng Smuja. Bắt đầu những tình huống trả đồ lên rồi. Smutra vẫn còn quả lửa này. Quả lửa rất khó chịu nhưng Satres bắt thăm mình ở A-Long là hay. MSL đã bị kết thúc và Smutra còn double kill, nhìn thấy người thứ ba rồi. Quest đang làm gì đây? Anh chàng Quest sinh trai này có vẻ như đang muốn xếp súng. Nhưng mà Sot có người rồi. Sot đang làm vị trí của Tizian. Và đó là thứ tư dành cho bên phía của team Berlin International Gaming. Và Big họ đang thể hiện ra được cái khả năng thi đấu ở bên City Side của họ, cái phối hợp của họ nó tốt đến cái mức nào. Chúng ta có thể thấy những cái tình huống mà di chuyển của đội hình bên phía Big nó gọi là cực kỳ hợp lý, cùng với đó là các player đều bắn rất chắc tay ở cái vị trí của mình. Vâng, một điểm qua chút về những lượt ban pick. Big đã chọn map thi đấu Mirage là map thứ hai, Optic chọn map thi đấu đầu tiên là map thi đấu Opat. Big bỏ trên, Optic bỏ nút đất hai map phía còn lại, lại là đất hai cùng với MSL. Những lượt bàn pick đầu tiên thì sao? Optic bỏ Infer, pick xóa Vertigo. Âu thì nó sẽ là hợp lý. Với map pool như thế này thì tôi nghĩ rằng Technical Power rồi. Optic Gaming họ đang có cho mình 3 khẩu AK. Quét trên tay chỉ là một khẩu CZ thôi. Rất khó để bắn nhau với Big.
Trong đó Đức Bích họ cũng có đến 2 AK và 1 SG. Một lượng súng nhặt được là rất nhiều. Nhưng bây giờ Smuya kê trực diện vào khu vực mid rồi. Có ra được khỏi hầm hay không đây? Nhưng mà Quét cũng đang khá là cẩn thận. Anh ta vẫn là nhảy tranh rồi, phát hiện ra được rồi. Smuya cũng chỉ biết trả lửa và lùi về. Trong khi đó thì 4 thành viên của bên phía Optic Gaming đang hầu ở cái khu vực B long. Và nếu bây giờ tràn vào B cũng sẽ khá là khó khăn. Khi mà trong bom sai B, Bích vẫn đang liên tục trả đồ ra. Và ở trong bom sai B bây giờ của bên phía Bích, họ đang đứng có vẻ như là hơi cách xa nhau một chút. Tizian sẽ không có người hỗ trợ và nên lùi về thôi. Còn Optic thì sao? Họ sẽ chờ những quả smoke này tàn và bắt đầu bò vào. Vâng, Nick đang di chuyển đổi vị trí rồi. Nhưng cái lúc mà Nick di chuyển thì Optic đó là cái thả mình bỏ lên. Nhưng mà vẫn có smoke ở trên tay. Config vừa hạ gục tap sen rồi, bắt buộc phải trả smoke ra lấy lên phạm vi di chuyển rồi. Tizian đổi một ở khu Pylon trước khi tiếp tục với Nico. Nick thì sao đây? Nick làm một rồi, Nick làm hai, đứng trên lửa. Ừ, Nick hơi khó bị lẻ mà khi mà đã có một số lượng máu yếu rồi. Nhưng quả nết này thì sao đây? Một quả nết nổ giữa người và Nick MSL đã bị câu máu, còn nó 47 HP rồi. Liên tục là những quả lửa nhiều ABC khá khó chịu đến từ trang Optic Gaming. 2 vs 2, so Smooth trả và Santaret sẽ retake như thế nào đây khi mà trên người còn smoke và kit. Vâng, một quả smoke được trả ra cùng shot, một quả flash để cho vị trí của Smooth di chuyển. Vâng, tê xét mù rồi. Nhưng Bích vẫn chưa di chuyển ở cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà họ đã trả đồ ra. Tham mình là cận kề rồi. Smooth ra, vâng, với quả smoke này liệu rằng có thả xuống hình ninja defuse không đây? Trên người Smooth ra có kit gỡ fake một kịp luôn. Smooth ra lộ vị trí rồi, liệu rằng có kịp chạy về khu ABC hay không đây? Smooth ra đang bị câu máu và Smooth ra 45 HP. Rất may mắn là vừa rồi Smooth ra đã có một tình huống chạy đi thành công và xếp được khẩu ọp rồi. Nhưng đó thì lại là rào thiếu chiến thắng dành cho bên phía team Optic Gaming. Bên phía Optic Gaming họ đã có được một cái tình huống giữ C4 khá là tốt khi mà họ đã rất kiên nhẫn. Họ biết rằng Smuya ở trên tower cùng đó là vị trí của Santaret ở ABC sẽ mất rất nhiều thời gian để bò và check vào bom xa khi mà họ còn đến tận 2 quả lửa liền. Cho nên là hai thành viên không hề có những ý định giạt ra bắn nhau lẻ làm gì cả. Bây giờ thì Bích cũng vẫn đang có súng to nhưng đẩy cho mình dẫn 2 connector rồi. Hai người bắn trong B đang lùi khá là sâu. Còn Optic lại tiếp tục hầu đến 4 người ở khu vực B long và sẽ lại là đánh vào bom side B rồi. Chờ cho quả lửa này tan rồi buff flash và đẩy vào. Nhưng ở đây Nick đang có một cái góc để được nhìn thấy khá là sớm nhưng anh ta bắn trượt rồi. Hơi đáng tiếc dành cho Nick. Tạm thời sẽ phải nhường bom side B cho Optic Gaming thôi. Nico kết thúc 8 xe, thậm chí là cả double kill dành cho Nico ở khu vực B shot. Rất nhanh chóng lại thấy hơn người đẹp cho Optic Gaming. Nhưng bây giờ thì Nick đổi lại mạng của MSL. Các thành viên của Big có vẻ như họ sẽ phải đi xếp xuống rồi. Smuya cũng không thể làm gì hơn được nữa. Trên tay là khẩu ốp, retake sẽ rất khó khăn. Và nó sẽ là thằng thứ tư cho Optic Gaming. 4 đều rồi. Trận thi đấu này những round thứ đầu tiên đang rất căng kèo. Vừa rồi thì Nick mặc dù đã được boot lên vị trí đẹp, nhưng Optic Gaming họ đã vào B rất chuẩn bài. Những quả flash thật sự là đều tay. Mặc dù là Nick boot ở rất sâu cùng ABC nhưng vẫn bị mù. Và nếu như mà không có quả flash đó thì ít nhất là Nick sẽ có được một frag. Nhưng thôi rồi, Optic Gaming họ round thứ vừa qua đã có một round thi đấu bắn rất hay. 4 đều rồi với việc xếp hai súng như thế này. Nick liệu rằng họ có eco hay không đây, khi mà số lượng tiền trên người của họ không còn là quá nhiều đâu. Smuya hoàn toàn có thể drop được ít nhất là một súng cho đồng đội của mình. Bên phía Big, lượng tiền của họ đang gặp vấn đề. Có vẻ như họ vẫn sẽ muốn eco. Có vẻ như họ vẫn sẽ eco thôi. Chỉ là Smuya và Nick thì vẫn giữ được những khẩu súng to. Bên phía của Big sẽ chơi xoay quanh Smuya cùng với Nick nhiều hơn khi mà họ đang có lợi thế về mặt súng ống. Nhưng Optic Gaming có thể họ cũng sẽ có được ra thằng thứ 5 dễ dàng khi mà bên phía Big bây giờ cũng chỉ là những khẩu lục thôi. Bây giờ Smuya đang kê ốp lên khu vực A long. Có vẻ như là hơi chủ quan một chút thì phải. Smuya anh ta bị đục chết ở khu vực A long rồi. Config một cái tình huống mà di chuyển rất nhanh chóng. Tất cả là về vấn đề timing thôi. Smuya vừa rồi đã có cái timing là hơi tệ. À, bên phía của Big thì đã mất đi khẩu ọp rồi. Vẫn còn một súng to đến từ anh chàng Nick. Và đây là một quyết định bắt bài đến 4 người trong khu bom Zaya. Táp sen sẽ là đóng vai trò ngựa giò. Nhưng sẽ làm sao đây? Optic Gaming họ đang vào những vị trí bắn crossfire cho nhau là khá hay. Quyết định đẩy long luôn. Một đội hình rồng rắn lên mây đến từ anh chàng Bích rồi. Nhưng mà long đang có đến 4 người đó. Vâng, sẽ là một tình huống bắn nhau cực kỳ đẫm máu của long. Nhưng có một quả flash búp lên của Santaret. Và bây giờ thì Nick bắt đầu di chuyển ra.
Bên phía của Big họ đang có được khá nhiều thông tin ở đây. TG ăn có mạng rồi nhưng TG đổi mạng Nick thành công, tiếp tục double kill. Có chip một kill cho TG rồi và TG cũng sẽ rơi với khẩu hộp rồi. 5-4 dành cho Optic Gaming. Một round thi đấu mà bên phía của Big cũng đã rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ cấu được hai mạng của Optic Gaming thôi. 5-4 dành cho Optic Gaming rồi. Nếu như Sputja vừa rồi mà không nằm xuống sớm thì tôi tin là vẫn có một điều gì đó có thể làm được đến từ bên phía Team Big. Việc Sputja nằm xuống quá sớm, đội hình của Team Big đẩy ra lò thì đã có TG và FNL đợi sẵn rồi. 5-4 thì Optic Gaming dễ dàng thôi. 5-4 và đầy xem round thì full bài đầy đủ dành cho bên phía Team Big. Round thì mặc dù full bài vẫn có off dành cho chàng Sputja, mình sẽ là hơi yếu om mìn. Vâng, Sputja vác off lên để bắt shot ở một cái góc mà đến nhiều upper như kiểu Simple hay là Divine cũng không sử dụng. Hơi khó để đòi hỏi Sputja sẽ có mạng cho tình huống vừa rồi. Đội hình của bên phía Team Big họ đang bắn cường đến hai người ở toilet cũng như là ở khu vực A-Long. Liệu rằng Sartaret có mạng ở góc thiếu này không đây? Sartaret đang kèm góc kê rất đẹp. Vâng, tay của Sartaret thì rất to nên góc này có thể có mạng được vào đây. Cái mồm của Ezreal nằm xuống nhưng Sartaret cũng chỉ còn 11 HP thôi. Ở A-Long thì Config đang ép gần vào, Sartaret nằm rồi và cả vị trí của Tam Sen cũng vậy. Vâng, hai người ở bom sai A chỉ đổi được hai người lại, đó là TC cùng với MSL thôi. Các thành viên khác của Big ở bom CB thì sẽ phải lùi về. Vâng, đang cắt cử vị trí của Nick back về khu vực bom A rồi. Trong khi đó các thành viên Optic thì họ lại chơi chậm lại. Nico cùng với Config đang ở trên đây lo và đang đợi cho những cái tình huống bò trường của Quest chăng. Nhưng Quest anh ta không có quá nhiều thời gian. Vâng, nên di chuyển sớm đến từ Quest thôi. Vậy là quyết định back về của những người đồng đội của mình rồi. Sẽ là đánh lên bom CA đến từ Optic Gaming. 30 giây, Optic Gaming họ nên quyết định đánh vào trong bom xoay nào một cách quyết đoán hơn. Có vẻ như sẽ là đánh lên khu bom xoay A rồi khi thời gian còn đó là 25 giây. Vẫn là góc bút lên đến từ khu A-Long thôi nhưng Nick đang vào vị trí khá đẹp ở thời điểm hiện tại rồi. Đây là cái quả smoke gì đây? Một quả A, một quả smoke che đi CT từ A-Long khá hay. Vâng, còn fix check để hết góc rồi, 9 giây. Nick nằm xuống và có lẽ đây là round thứ 6 rồi. Config có mạng tiếp theo cho riêng mình. Đúng là như vậy rồi. Round thứ 6 dành cho bên phía Optic Gaming. Tizian và người còn sống cuối cùng, 1v3 quá khó dành cho chàng Tizian. Mặc dù ngày hôm nay ở những round thiếu vừa qua thì Tizian đang có phong độ khá cao, nhưng đây là một tính 1v3 bom đặt đẹp về cho các vị trí đứng của Optic Gaming. Khó. Bây giờ thì có vẻ như đang muốn bắt súng rồi. Đương nhiên Tizian anh ta nên đi xếp súng nhanh thôi để lại khẩu M4 này còn sử dụng trong round đấu sau. Trong round đấu mà bên phía Big cái lượng tiền của họ cũng không có nhiều nữa. Vừa rồi Config một khoảng thời gian cận kề vào sai vẫn check cái góc của Nick. Khá hay với từ trạng Config, đúng là một player dày dặn kinh nghiệm. Sáu bốn rồi. Ngay sau những cái round đầu tiên mà bên phía Big đã thể hiện khá tốt thì Optic Gaming họ cũng ngay lập tức có câu trả lời. Nâng cái khoảng cách lên, hiện tại nó đang là 2 round. Bên phía có Optic, những cái tình huống mà họ di chuyển vào trong bonsai, họ đang bắn nhau khá là tốt. Trong khi đó thì Big, trừ khi mà họ không thể pick được mạng sớm thì họ cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Bây giờ thì Optic sử dụng cho mình, Big sử dụng cho mình quyền Tactical Power chứ không phải là Optic. Bên phía Big có lẽ cũng sẽ có sự thay đổi trong cái khâu phòng thủ của mình thôi. Vị trí của Smuya, cái khẩu ốp của Smuya về bonsai B nó có vẻ như cũng không có được quá nhiều cái tiếng nói gì lắm. Nếu mà để ở trên bonsai A bắn cương hơn thì nó có lẽ là sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ bên phía Big họ chỉ có cho mình được một khẩu M4 trong tay của Tizian. Còn với đó là CZ và 5-7 cho các player còn lại. Optic thì lại thuộc cái đội hình hold đến hai người ở short cùng với đó là ở B-Long nữa. MSL trên tay của khẩu Mark 10 đang di chuyển lên nhưng Tizian được bút. Và cái góc này có thể là Tizian sẽ phải trả giá khi mà không ai nhìn vào B-Shot cả. Và bây giờ thì một mạng rồi, không có double kill nhưng ngay lập tức có Config đổi mạng thành công. Vị trí của Nick thì đang bị lửa dí vào, anh ta cũng chắc chắn phải nằm xuống rồi. Bom sai bề rồi với Optic game mình, mà nó sẽ là cả round thứ 7 dành cho Optic rất nhanh chóng. Mới có 1 phút 23 giây, bề với Optic đây được round thắng dành cho mình. Round thiếu ở B vừa rồi thì anh chàng Toxic không thể đảm đương được cái nhiệm vụ là nhìn khung shot cả. Và nói đi mà nói lại là đó là một tình huống phi vào rất nhanh của anh chàng MSL, mà trên tay của anh chàng này có một khẩu Mark 10.
vũ khí chạy bắn thì nó rất lợi hại. 7-4 này bên phía Optic Gaming. Big, mặc dù họ dẫn trước từ khá sớm ở trong trận thi đấu này, nhưng để đối phương cân bằng lại tỷ số và vượt lên dẫn trước, liệu rằng Big họ có lật lại được thế cờ không đây? Khẩu op đã có trên tay của chàng Tizian rồi. Bắn đến 2 op luôn đến từ Big ở Optic Gaming. Liệu rằng với 2 khẩu op đến từ đối phương thì họ sẽ làm gì được hay không đây? Lại là một tiếng bỏ chạy, nhưng lần này Tizian đang có góc kê op đẹp. Tizian nhưng Config bắn tay là to hơn. Có vẻ như đó là tình huống free fire luôn của Config thì phải. Quest kết thúc được tạp sen. Next mặc dù đã đẩy ra được khu resort có thông tin, nhưng đối phương bò long vào là quá hay, đặc biệt là anh chàng Config. Và một cái tình huống mà Config giạt ra đúng một phát rồi. Vị trí của Tizian chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn ngay một viên đạn free fire vào mồm, không thể nào phản ứng kịp. Và bây giờ đến liên tiếp là các thành viên của Big họ lại đi theo những cái người đã khuất. Và Next thì chết rồi. Còn lại Santaret và Smuja ở trên bom sai A, chưa kịp bắn được viên đạn nào thì ở bom sai B đã thủng mất và sẽ phải đi xếp súng rồi. Rồi là thứ 8 thì Optic Gaming 8 round ở bên phía T-side, nó sẽ làm cái lợi thế dành cho Optic khi mà ở cái lượt second half Optic bắn ở CT side. Và một cái side được đánh giá là cũng có lợi ở cái mạng overpass. Nhưng bây giờ thì Santaret đối đầu MSL, những nhá kinh nghiệm đến từ MSL. Vâng đúng rồi, MSL thì chỉ cần không cầm ốp thôi thì tôi lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Cái kinh nghiệm của MSL nó là phải gọi là rất dày dặn. Đây chúng ta được xem lại tình huống pre-fire của Config. Vâng, Optic Gaming họ cũng đang bị phụ thuộc một chút vào những cái tình huống entry frag của Config ở bên phía T-side. Nhưng thế cũng đã là quá tuyệt vời khi họ có đến được 8 round thắng và có thể sẽ tăng thêm nữa. 8-4 này bên phía Optic Gaming rồi. Big họ đang quyết phụt. Big họ đang quyết định hấp bài trong round thiếu này khi mà chàng Smutja giữ lại được khẩu học. Vâng, khẩu học đẩy xuống connector và Smutja vừa rồi đã hào tin xích thành công rồi. Nhưng Config tới đen thì anh chàng Config một tình huống rút dao ra để đi. Nếu không mà Config cứ giữ tâm thế là khả năng cao sẽ có mạng thôi. Santaret bắt được Nico rồi. Hai thành viên Optic Gaming nằm xuống của connector nhưng không rút kinh nghiệm. Hai người cố gắng thông connector để cho Optic nhưng không được. Thậm chí là có cống về súng cho bên phía của Big nữa. Trên tay Santaret là một khẩu AK và chúng ta đều biết rằng Santaret là một player có cái kỹ năng bắn nhau nó rất kinh khủng. Và nếu để khẩu AK này trong tay của Santaret thì nó sẽ là một mối hiểm họa với bên phía Big. Bây giờ Santaret đang ở một mình trong khu vực connector thôi, không có đồng đội hỗ trợ. Và nếu bên phía Optic họ di chuyển không cẩn thận, ít nhất là có thể họ cũng sẽ phải mất đến một mạng trong tay của Santaret. Và cái lợi thế hơn người của Big bây giờ nó đang là khá nhiều rồi, họ chỉ cần bắn chắc chắn hơn và chắc chiu hơn một chút thì họ sẽ đem về được ra thằng thứ 5. Optic Gaming, vâng, như OneHack họ muốn đẩy xuống một character. Nhưng Santaret họ, anh chàng này, anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ đã có một tiếng bắn rất chắc tay ở đây. Còn Fix đẩy xuống rồi, Santaret quá yêu máu, không thể làm được gì hơn. Nhưng đổi hàng nó gọi là quá tuyệt vời rồi. Smutja đã bị con Fix phát hiện. Còn Fix spam là khá hay khi tiến ra lộ rất nhiều tiếng. Mở cửa chêu, nhưng ngày hôm nay Smutja có vẻ như bắn op vào tay rồi. Phải dành sự hoan nghênh dành cho Santaret thôi. Santaret dường như vào một góc khó, nhưng anh chàng này càng khó thì bắn lại càng hay. Đây chúng ta đang thấy cái tình huống triple kill của Santaret. Thông hẳn chiếm được khu vực connector, một cái vị trí cực kỳ quan trọng ở cái map overpass này. Khiến cho Optic họ muốn đánh lên A cũng phải clear vị trí của Santaret trước đã mới dám đánh A, nếu không thì sẽ bị móc. Và bây giờ thì là một cái round mà cả hai bên đều có thể full buy được. Nhưng mà bên phía Optic thì họ đang không chơi cho mình những khẩu ốp, họ vẫn chỉ chơi rifle tăng độ cơ động thôi. Santaret đang là player ở trên khu vực ba lùn, được vị trí của Smuja hỗ trợ với khẩu ốp. Santaret đang đứng khá tự tin sau quả smoke này, nhưng anh ta cũng sẽ phải lùi về. Connector thì đã bị Optic thông rồi và họ sẽ chuẩn bị di chuyển lên theo cái khoảng tham mình. Vâng, Santaret lại vào cái góc bắn đó ở cái khu toilet rồi. Và lần này thì đang chẳng đối mặt với anh đang là MSL. Santaret kê một góc kê hẹp để lấy thông tin ơi, nhưng mà có vẻ như là bên phía team Big không biết là A-Shot đã có người đi qua rồi. Thôi xong rồi, Optic Gaming họ đang bò chay lên khu bom xe A. Và liệu rằng Big có để thua một round thi đấu như thế này không đây? Santaret bắt đầu lộ tiếng rồi. Santaret nằm xuống mời chàng MSL. Smutja đã bị kết thúc luôn. Tapsen đổi một, nhưng Tapsen cần phải đổi thêm được một mạng nữa. Tapsen không để kết thúc được Nico rồi. Và có vẻ như đây sẽ trò chơi chấm dứt dành cho bên phía team Big thôi. Tizian đổi một và đưa tình huống về là 2v3. Bom đặt thành công thì Optic Gaming, nhưng Config di chuyển là hay. Config đã nghe thấy một người chạy về cục tì bầy rồi. Đó chính là vị trí của Tizian. Liệu rằng có tình huống tổ quay không đây?
Optic Gaming họ đã có một cái round phán đoán khá là tốt khi mà bên phía Big hai người của ông CA đó là Smuya cùng với đó là Santaret bỏ hẳn khu A shot. Làm cái trò mà bắn shot và toilet hơi nhiều rồi. Có lẽ là team Optic Gaming họ đã đoán được ra. Đúng vậy, thế là cứ đúng khoảng timing đấy là họ di chuyển lên, do đó họ bò ngược với bóng xe A rồi. Chúng ta bị Dian lộ vị trí rồi, chạy nhanh, còn cho mình 15 HP thôi. May quá chạy kịp, thậm chí còn phải trả thêm cả một quả lửa cho nó an toàn nữa. Bây giờ thì Nico đang gì đến, liệu kịp hay không đây? Vẫn kịp rồi, Dian đã phải chết và để rơi xuống, mất rất nhiều tiền. Round đấu này bên phía Big nó sẽ bị ảnh hưởng một chút về mặt kinh tế đây. Ra từ cuối cùng rồi. Đến từ bên phía team Big mới hiệp thiếu đầu tiên thôi mà Big đang dùng những quyền power của mình hơi nhiều. Vâng, cũng phải thôi, họ bắn ở bên CD side khá là ổn ở cái giai đoạn đầu, nhưng mà càng về cuối thì những cái tình huống entry flag của Optic Gaming nó lại đang làm cho bên phía Big không thể nào đỡ được. Quét mới chỉ có hai mạng thôi nhưng Nico và Config đang bắn quá bay. Optic Gaming vẫn đang có đến 9 round tiêu chiến thắng. Và đây là round cuối cùng của hiệp thi đầu tiên. Optic Gaming đang muốn triển khai một tình huống bút người rồi. Oh. Nhưng mà MSL lại cầm ốp kìa chị ơi. Đấy, thì như tôi nói thì MSL cầm ốp thì luôn luôn là một cái mà dấu hiệu tích cực cho bên phía đối thủ. Đây chúng ta có thể thấy bút hai lần rồi. Và đúng là già rồi, khác trượt chân có vẻ là hơi nhiều. Bút lên hai lần mà không pick được ai cả, mất rất nhiều thời gian. Và bây giờ thì Santaret anh ta đang bò lên cái khu vực ladder nhưng Nico kê lại. Và bây giờ thì liệu tham mình nó sẽ thế nào đây? Nick cũng đã lộ vị trí rồi. Nick chỉ bắn yếu được con Vic thôi, nhưng bây giờ có được bài của T-Seed nữa, bắn khá tốt đến từ Nick. Quét cũng chỉ còn mình 20 HP. Santaret kết thúc Nico connector. Bây giờ để MSL một quả lượt check vào Sandbag. Tizia chắc chắn sẽ di chuyển ra và đây là một mạng cực kỳ dễ dàng dành cho MSL. Đối thủ của MSL bây giờ sẽ là Smuya và một opper được gọi là trẻ tuổi và tay nhanh hơn não, thì liệu là MSL có chiến thắng nơi không đây? Santaret thì đã xuất hiện ở khu vực B shot, trả thêm một quả lửa cũng sẽ khiến cho anh ta bị lộ vị trí. Nhưng bây giờ Santaret anh ta cũng chỉ có cho mình 26 HP rồi, rất khó di chuyển ra nếu không có đồng đội. Nhưng táp xe là vừa có được vào config đưa tình huống về là 3v2 hơn người dành cho Big rồi. Santaret bắt đầu bò vào nhưng ngay lập tức nằm xuống với MSL. Double kill rồi, liệu có một tình huống tả sai không đây khi mà đang là 1v2 dành cho anh ta. Vâng, MSL triple kill rồi, có qua là kill không, bắn điếu được Smuya, rút quả DE của mình ra. Bây giờ thì vòng quanh cuối, qua đã kill dành MSL, không thể tin được. Vâng, tại sao MSL lại có thể bắn off hay như thế này? Vâng, MSL đã ngay lập tức có một tình huống A luôn rồi. Bốn tình huống có mạng của bên phía team Big và có luôn cả cái đòn chí mạng với Cutter 9 của chúng ta nữa. Khi mà trước đó anh chàng Cutter 9 chúng ta nói rằng vừa khi mà MSL là cầm ốp sẽ có nguy cơ đội bạn phải chiến thắng. Bên trong MSL có tình A luôn rồi, có tình cả bạn cũng chí nữa. Láo với tôi này. Vừa chê dòng quá, MSL ngay lập tức gọi là tấm thảo hùng cắt thơ. Bảo là đã chê tiếp đi. Dạ không nghỉ khoảng 2 phút trước khi đến với diễn tiếp theo. Nếu mà Flash.
so high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we on the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so hot, they can't take it. Dancing with my fear, burning with desire. We gon' take it to the edge. Ain't gonna lie. Go to hell and back, just to feel the fire. We gon' turn up in this place. Ain't gonna lie. Vâng, bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái lượt second half trận đấu của Big cùng đó là Optic Gaming thôi. Những tưởng rằng cái lượt first half tỷ số sẽ kết thúc là 8-7. À không, xin lỗi anh em, 9-6-9 dành cho Big khi mà MSL cầm ốp, nhưng ngay ở cái round cuối cùng của lượt first half thì MSL đã tỏa sáng, khiến cho bên phía Big phải ôm hận. Sang bên T-side với 5 round thôi, nó sẽ khó chơi hơn rất nhiều. Và bây giờ thì Big họ có cho mình smoke trong tay của Tapsen, lửa của TGN. Có vẻ như họ sẽ muốn set up về khu vực bomb side A, khi họ đang di chuyển thông lên A-shot khá là nhanh chóng. Ở trên bomb side A của Optic thì cũng chỉ có 2 người, đó là T-Sip cùng với đó là MSL. T-Sip cũng đang gây ra rất nhiều sự khó chịu, nhưng không, Big họ di chuyển về B rồi. Ở shot thì đang là quét, và quét nghe được rất nhiều tiếng động ở đây. Bên phía Big họ bắt đầu này smoke và tràn flash tràn vào cùng nhau. Quét là người không con, Big là người có mạng đầu tiên. Bên phía Optic Gaming họ đang thủ rất chắc ở bóng xoay B. TGN mở màn một mạng, Nick làm double kill, smooth out, kết thúc một TZ rồi. Điều tình huống về là 2-0. Đó là một cái double kill dành cho Smuya, và là thằng thứ 6 thuộc về bên phía Big. Một cái pistol nó sẽ đem lại tiền đề cho cái công cuộc comeback của Big đây. Vừa rồi Chí có nhìn thấy cái tình huống mà Optic Gaming thủ ở trong bóng xoay B không? Phải thủ đến quá tủ. Hai người đứng ở cột như thế mà khi mà ở Bilong tràn vào thì ông đang nhìn Bilong lại trốn sau người đứng ở cái cột ở trước đó rồi. Hai người đứng cột mà chỉ bắn cùng một hướng, quá tù đến họ, Optic Gaming. Họ nên có người đẩy cao và có một cái gọi là hút đạn cho đồng đội hơn. Ông hoặc cũng có thể có một cái kiểu khác kiểu là đấy. Hai người đang đứng bắn nhau thì một người xuống ở cái nước đi thì làm sao? MSL đang có khẩu súng Scar và muốn ra đọ sức với Tapsen, một vũ khí chạy bắn. Tapsen có mạng của MSL rồi và khả năng cao đây sẽ ra thứ 7 dành cho bên phía Big thôi. Nếu như không có quá nhiều điều gì đó bất ngờ xảy ra, Optic Gaming đây là gì fork bài. MSL thì đã nằm xuống rồi. Vẫn có rất nhiều smoke trên tay của Nico, Quest và T-Sid. Đây sẽ là những quả smoke để câu kéo thời gian thôi. Đội hình của Optic Gaming đã di chuyển về A để bắt bài rồi. Liệu rằng bên phía Big có một round thì nó bắn chắc cú hay không đây? Vâng, Optic họ đang giữ đến tận 2 người ở A-Lo, chỉ là một trong toilet và một A-Lo. Nhưng Config đã bỏ rơi T-Sid và lùi về rồi. Ở trong khu vực bom xoay A thì là Config và Nico đang cố gắng nhảy check. T-Sid đã bị dí vào trên tay một khẩu DE thôi, không có mạng nào để cho T-Sid cả. Một cái tình huống check rất cẩn thận của Nick khi mà đã đoán được đối phương ở trong toilet. Bây giờ thì Optic Gaming họ chỉ còn 3 người, và 2 người trên bom xoay A, và vị trí của Quest thì vẫn đang rất cẩn thận ở khu vực bom xoay B. Nhưng Big thì họ chỉ cần tràn vào cùng nhau thôi, họ hơn súng mà. Bây giờ Config cũng phải nằm xuống rồi. Santaret thì bắn Mark 10 cũng chả khác gì AK hết, kiểu gì thì cũng vẫn vào mồm thôi. Và trong bom dài, vị trí của Nico, anh ta đang lẩn trong cái quả smoke này. Đây là quả smoke lỗi khi mà nó bị kẹt vào cái đường dây, khá là đáng tiếc. Nhưng Nico chỉ có 10 HP. Cái gì đây, xây qua smoke chết được Nick rồi. Vị trí của Nico đã lộ, nhưng anh ta vẫn sẽ bị dí vào. Santaret bắt đầu di chuyển và đến nơi. Bây giờ thì Santaret quay rất nhiều hướng, quét chủ động đẩy lên đổi mạng Santaret, nhưng ngay lập tức thì Tapsen anh ta kết thúc quét và đem vào thằng thứ 7 cho Big. Round thứ 7 thì Big rồi. Round thi đấu anti frostbite của bên phía team Big cũng hơi vất vả một chút.
Mất đi Santarez và Nick nhưng không sao, những người đồng đội còn lại là Tapsen và Tizian cũng đã bắn tốt rồi. 7-10 ở bên phía team Big và đây là round thứ 8 rồi. Khi mà bên phía team Optic Gaming họ đang có round thi đấu Eco. Eco với những khẩu súng lục duy nhất một mình, vì team Eco nhiều tiền nhất là anh chàng này lên cho mình khẩu CZ75. Còn lại chỉ là 4 khẩu USP rồi, hơi khó để làm ra một điều gì đó dành cho bên phía của team Optic Gaming. MSL đang có một góc bút, nhưng đây chỉ là một khẩu súng lục. Liệu rằng MSL có mạng hay không đây? Bên view team Big thì họ đang di chuyển ở A-Long. Họ đã biết là đối phương Fox 3 ở round trước rồi, chọn một đường di chuyển thông thoáng, quyết định là tốt đến từ bên view team Big. Setup full bài rồi, rất cẩn thận lại làm cái quả smoke lỗi đó, vẫn cứ làm đi làm lại thôi. Hay đây là quả smoke cố tình đây. MSL nhấp nhá là khá kinh khủng, kết thúc smooth trà rồi. Santarez vẫn đang đi bài tờ, một tình huống đi bài tờ của anh chàng Santarez, nhưng liệu rằng có bắt được người của A-Shot hay không đây, khi mà Nick đã làm hai rồi. A-Shot đang là vị trí đứng của T-Ship và không có mạng nào dành cho Santarez cả. Nico bắt được một súng của bên phía team Big rồi. Tình huống đang là 1v3 và sẽ là không có cơ hội dành cho Nico trong tình huống này. Trong một round Eco trắng và bên phía Optic Gaming họ bắt được hai người của Big thì cũng gọi là tạm chấp nhận được đây là một cái lợi thế về niềm tin, một cái lợi thế về niềm tin. Thôi bắt được hai súng rồi, chúng hết tiền rồi. Những xong những kiểu mà như kiểu là mình mà toxic thì là bố mới đã giết hai rồi đấy, còn phần lại là của chúng mày. Nào, không nói thế được. Các pro player thì họ nói chung là cũng sẽ đoàn kết hơn thế. Và bây giờ thì Big họ đang có được cho mình khẩu ốp trong tay của Smuja, nhưng Optic lại có ốp trong tay của MSL rồi. Chúng ta cùng xem là player chỉ là opper nào sẽ tỏa sáng này. MSL đang muốn first pick nhưng không được cái gì cả mà chỉ được quả nết thôi. Chỉ được một quả nết giữa người, một quả nết rất đau đấy từ bên phía team Big, và có vẻ như đó là tình huống trả nết của Tapsen thì phải. Ngày hôm nay Big ở bên phía T-side có vẻ như họ đang ưa chuộng cái lối bắn nhanh thì phải. Họ đang đẩy ra vùng middle từ rất sớm và những tình huống ném đồ của họ ra để ngăn những tình huống first pick là khá hay. Vừa rồi spawn của MSL có vẻ hơi xấu nhưng mà vẫn quyết định di chuyển lên spawn. Spawn của MSL là spawn đẹp, cũng đẹp à, nhưng mà đối phương ném lên là nhanh quá. Đối phương ném lên lại còn di chuyển nhanh hơn. Đối phương di chuyển sai lúc nào di chuyển cũng là người mà có lợi hơn mà. Vâng, bây giờ MSL một góc kê khá dị, một góc kê rất đẹp thôi. T-Sid đang đứng một góc mà sẽ cần cho tham mình để trả smoke này ra rồi, nhưng lộ bóng rồi. MSL nằm xuống, T-Sip đổi một, T-Sip lộ vị trí rồi và T-Sip không thể đổi hai thì đã là nằm xuống rồi. Còn Fix đang backup lên quả lửa này. Còn Fix nằm xuống ngay ở Tapsen rồi, một tiếng bắn tay là rất to đến từ vị trí Tapsen. Nico và Quest có vẻ như đã biết là cơ hội của mình là không còn rồi. Round thứ 9 là cho mình chương trình Big, một tình huống mà team Big chỉ mất duy nhất một mình anh chàng Tizian rồi. Tizian là người đi đầu lấy thông tin, nhưng các thành viên sau của Big đã đi sau đổi mạng là rất hay, đó chính anh chàng Tapsen và Nick. Đặc biệt là cái tình huống mà Tapsen có SG 553 và hạ gục người ở khúc chắc rất nhanh. 9 này bên với team Big rồi. Có vẻ như là sang bên phía City Side thì Conflict đang hiện nguyên hình, không còn cái phong độ nó siêu say ra được chút nào nữa. Bây giờ thì Karia của Conflict cũng chỉ là 14-14 thôi. Vừa rồi chính là Conflict di chuyển hay đấy chứ, nhưng mà đối phương tay to hơn. Khẩu SG 140 đam ở đầu. Bên phía Conflict chỉ khẩu M4 thôi. Conflict đã kê trước ở cái khu vực chắc đấy rồi, nhưng mà đối phương ta sẽ giạt ta đúng một giạt rồi, đúng một nhịp pre-fire thẳng vào mồm luôn thì không biết đỡ kiểu gì. Bên phía của Big có vẻ như họ bắt đầu lấy lại được chút sự tự tin ở bên phía T-side. Khoảng cách bây giờ nó chỉ còn là một round thôi. Tất cả đều nhờ vào cái round pistol đó, nó đã đem lại rất nhiều lợi thế cho Big để có thể cắm vạch được. Và bây giờ thì Optic Gaming quyết định là half buy, và chỉ có Nico và Quest là những player xem được súng. Và tự nhiên Nico đang di chuyển lên ba luôn khá là cường, có MSL hỗ trợ, nhưng bây giờ được một góc bút lên để lấy được một cái mạng sớm hơn. Nhưng Nick kê lại rồi, Nick quá kinh nghiệm trong pha này. Tao sẽ đẩy qua lửa nhưng tao sẽ tự nướng mình. Trời ơi, hơi tham rồi. Vâng, vừa rồi Tap xe bắn hơi cục xúc một chút, đổi được một mạng, nhưng cũng để cho đối phương có một khẩu SG 53 rồi. T-Sid phát hiện ra được Nick, nhưng Nick là người bắn chắc tay hơn. Tình huống đưa về là 4v2 rồi. Đây sẽ ra thứ 10 cho bên phía team Big rồi. Hơi khó để Conflict và Quest có thể làm một điều gì đó. Santarez phát hiện được Conflict rồi, một tình huống bắn M4 qua tường, và Conflict đã mất đi hơn 40 HP. Quest và Conflict đang đi cùng nhau, có thể có những tình huống cover cho nhau tốt hơn khi mà chỉ có đó là hai thành viên.
và Optic Gaming có vẻ như họ sẽ bỏ cùng BOMCB rồi. Ông Bích họ cũng đang tỏ ra rằng họ hiểu rõ Optic Gaming thi đấu ở bên City như thế nào. Khi mà chúng ta có thể thấy vừa rồi MSL được bút lên thì Nick ngay lập tức là những cái tình huống mà Purify vào cái góc đó mà MSL vừa mới thò mặt lên thôi thì đã phải chết rồi. Bây giờ thì ở bom sai B của Bích có hai người, Convict đang cố gắng trốn trong đấy, quét đang thu hút sự chú ý cho người đồng đội của mình. Và liệu Convict có trốn hay không, đây quả flash được hút ra. Nhưng Tizian mới là người kết thúc được Convict thành công. Và đó là một cái double kill dành cho Tizian. 10 đều thuộc về Bích rồi, liệu có thể kết thúc với tỷ số 16-10 không đây? 16-10, nếu như mà trận đấu này kết thúc với tỷ số 16-10 thì nó sẽ quả là rất hổ thẹn để cho đối phương comeback một quả tiền với T-Sai. Tapsen, đây là cái tình huống của Tapsen bắn đã khá cực tốt rồi. Còn đây là tình huống Tizian đã hẹn lát rất hay. Và vừa rồi nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh chàng quét là anh chàng được bật trước với khẩu 14 nhưng mà không ăn thua thì phải. 10 đều thì bên phía team Bích. Optic Gaming thì họ vẫn có đủ tiền full buy rồi, khi mà số lượng round thua của họ đã là rất nhiều rồi. Optic Gaming đang rủ nhau xuống khu connector. Lần này connector của Bích đang có đến vị trí của Sartaret, một anh chàng tay là rất to. Tapsen có vẻ như sẽ thông ngược lại xuống rồi. Tapsen lửa lại cục A-Shot rất cẩn thận. Bây giờ thì có thêm quả, chính rất là quả lửa đó dưới là config nhưng bây giờ MSL. Vâng, đúng như tôi nói rồi, đây rồi. Tình huống bắn trưởng là MSL và đó là double kill dành cho Santaret khi mà T-Sit không thể chết kill của nó hỗ trợ đồng đội của mình. Vâng, config đổi lại mạng của Tapsen ở short nhưng hơn người vẫn đang dành cho Big. Vì chỉ có config, anh ta đang bị quay lại ở bom xe A thì có Nico xuất hiện rồi. Double kill dành cho config, Nico cũng làm đôi. Và hai player của BB Optic Gaming tỏa sáng cứu cánh cho vị trí của MSL cùng với T-Sit. Một mình Tizian 1v3. Tam chỉ còn 1 phút thôi và Tizian đang không biết phải bỏ đi đâu đây khi mà anh ta không chưa có được chút thông tin gì về vị trí của đối phương cả. Vâng, Tizian sẽ phải trách những người đồng đội của mình thôi. Lợi thế hơn người là từ rất sớm. Nhưng ai ngờ là Nico béo của bên phía team Optic và Convict đã có một tình huống bắn rất hay ở trên cục bọt giấy A và đã gỡ lại round thứ vừa rồi. Và đó là round thứ 11 team Optic Gaming. Convict và Nico là những người lên tiếng bất chấp việc MSL. Và anh chàng anh chàng gì? T-Sit ở bên kia. Đây, hãy cùng nhìn lại tình huống bắn này của Convict. Khá đánh đá luôn. Nico thì vẫn là player mà từ hôm trước rồi. Bắn cái khẩu AUG này là rất tin. Mặc dù là cái khẩu AUG đã bị nớp rất nhiều. Và bây giờ thì MSL quyết định là đổi sang AUG rồi, không phải là ốp nữa. Thì mà MSL vừa rồi cái tình huống bắn ốp có vẻ như hơi bị giật mình một chút. Còn Bích thì sao đây? Trên tay Smuja thì đang là khẩu ốp và liệu nó có khác biệt gì với khẩu ốp của MSL hay không? Bên phía Optic đã chủ động đẩy cương ra hai người ở long. Mà Bích thì cũng đang di chuyển khá là cẩn thận, họ chỉ kê đẩy long thôi, không muốn đẩy di chuyển lên quá là nhiều. Kể cả có ra thì cũng sẽ có những cái tình huống buff flat. Santaret thì đã thông được connector. Bây giờ thì hai người ở long của Optic họ vẫn chưa có cái gì động thái gì gọi là di chuyển về cả. Nếu mà bây giờ Bích họ móc vào được đến toilet sẽ rất nguy hiểm. Optic Gaming đã điều động vị trí của config lên để cover cho bộ đôi đang bắn cửa skill ở trong khu bonsai A rồi. Rất đúng bài đến từ Optic Gaming rồi. Nhưng Tapsen đang là người kê lại rồi. Và đó là tiếng tham minh sai của MSL. Check góc là kỹ càng. Nhưng Nick thì sao đây? Nick vẫn đang nhá check từng góc một. Và đó là một tình huống đặt tâm hay của anh chàng Nick rồi. Với chưa kể là Tapsen có hỗ trợ một tình huống flat tốt. Tapsen ghi tên mình lên bảng đếm số với mạng của anh chàng Config. Và có vẻ như là Nico và Quest sẽ đi xếp súng rồi. Vâng, vẫn là MSL và T-Sit. Nhưng bây giờ thì không còn Nico cùng với Config để cứu cánh lại cho hai player này nữa. Không, vẫn còn Nico nhưng mà không còn Nico nhưng không còn Config. Còn cơ hội thì gần như cũng không thể làm gì được. C4 đã được đặt rồi. Lúc này thì Nico còn xuất hiện kịp thời ở trên bom sai khi mà Big còn đang chuẩn bị di chuyển vào, nhưng bây giờ thì đã mọi chuyện nó đã xong xuôi, gạo nấu thành cơm hết rồi. Vẫn hai nhà phải cưới rồi. Nhưng bây giờ thì Optic Gaming họ muốn đi xếp súng có vẻ như cũng đang không được. Big đang cắt cử người gọi là đi bắt súng đối phương rồi. Tizian đang đi đầu cùng với đó là Santaret. Vâng, hai player bắn nhau rất cục xúc từ nãy đến giờ. Thì bây giờ thì Quest cũng đang có một góc kê cường ở đây. Ai sẽ thắng đây? Santaret ngay lập tức thì chứng minh cho mọi người biết rằng cái kỹ năng của mình nó vẫn còn là rất kinh khủng. Và đó là tiếp tục là bạn dành cho Santaret rồi. Các thành viên của Optic gần như là họ đấu tay không thể nào lại được vị trí của Santaret cả. Santaret đúng như với những màn trình diễn như thế này của Santaret thì phải nói là đúng như kỳ vọng của các fan team Big rồi.
khi mà Santares mà cập bến team Bích, tôi cũng hỏi là quái lạ, tại sao Bích lại nhập một tay ở Thổ Nhĩ Kỳ về làm gì thế này, khi mà họ 5 player đều là những player người Đức. Lúc đó thì đã có sự xuất hiện của Smutra rồi, họ đã phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhưng Santares làm player tiếng Anh thì hơi kém, nhưng mà có vẻ như là nhiệm vụ của Santares rất đơn giản thôi, đi đầu và bắn vào mồm. Đúng vậy, chỉ cần biết là mình đi đầu và mình bắn vào mồm địch thôi, không cần phải làm gì nữa cả, công việc đơn giản. Thế bây giờ Santares vẫn đang là gánh kèo của Bích ở cái map thiếu này, 11 đều rồi. Optic Gaming chỉ có cho mình những khẩu lục thôi, không có quá nhiều khó khăn dành cho mình phía Bích. Ở một và cái lại là Santares, và lại là Santares rồi. Đây rồi, còn config gây thêm một chút khó khăn khi mà khiến cho Santares chỉ còn 19 HP thôi. Bên phía của Optic Gaming họ vẫn đang dàn đội hình ra hai người ở toilet, cùng đó là hai người ở bom side B. Nhưng mà Bích có vẻ như họ sẽ lựa chọn cái cung đường an toàn, đó là A-Long. A-Long, lần này thì trong nhà vệ sinh của Optic Gaming họ đã có đến hai thành viên đó. Đây rồi, búp flash vào rồi, và quả flash này là một quả flash không mù. Nhưng Nick vẫn kịp có một mạng đắp bộ mạng dành cho vị trí của Nick thôi. Anh chàng Nick này đang check góc là quá kỹ càng. Nico và Quét lại là hai cái tên này, chị ơi. Lại là bom dài về. Vẫn là những tình huống đi xếp súng ừ. Có vẻ từ nãy giờ Bích họ thường xuyên đánh lên khu vực bom dài A nhiều hơn. Cho nên là hai người ở B không có việc gì làm, không có việc gì phải làm cả, đứng chờ đồng đội chết hết rồi đi xếp súng. Nhưng bây giờ không, Bích họ đánh lừa rồi, lừa tình rồi. Vâng, lừa tình hai thành viên Optic Gaming. Vâng, một tình huống mà Bích họ giết người trên A, sau đó đi vào B, vẫn còn ném lửa rất cẩn thận, nhưng như quả lửa toxic còn đang lỗi thì phải. Quả lửa toxic lỗi. Quả lửa nổ trên không rồi, nhưng không sao, không có ai ở bom side B cả. Optic Gaming thì Nico cùng với Quét sẽ xếp lại cho mình CZ và giáp rồi. Không có cơ hội nào dành cho hai player của Optic trong round thi đấu này. Bây giờ thì Nico có vẻ như đang cố gắng bắt súng thì đúng hơn, anh ta đang ở trên tower nhưng góc đứng là rất xa. Bắn CZ nó sẽ không có lợi một tí nào cả. Và Nick thì bây giờ đang há miệng chờ súng rồi, và quả súng thì đang đến, nhưng có đớp đến không đây, không đớp được quả súng Quét này rồi. Thậm chí Quét cũng có thể rút lại được khẩu SG này, nhưng ngay lập tức Tidian xuất hiện. Nico cũng đã lộ vị trí. Vâng, định làm Ninja Defuser, thời gian là không đủ đâu. Bây giờ thì Smuja, anh ta đang gặp nguy hiểm. Smuja vẫn đang kê, nhưng có đồng đội hỗ trợ, và đó là mạng dành cho Tapsen. Và đó là round thứ 12 dành cho bên Vio Team Big rồi. Đã qua đến 3, 6, 7, 8 round thi đấu, nhưng mà bên phía của team Optic Gaming ở hiệp thiếu thứ hai thì họ mới chỉ ăn được một round thôi. Nico đã bắn đến 19 frag rồi, nhưng như thế là không đủ khi mà bên phía team Big ngày thiếu hôm nay họ đang có những số frag là rất đều nhau thôi. Santares đang kê cái vết smoke lên heaven, liệu rằng đây phải tính fake RP hay không đây. Một quả nết được trả ra đến Optic Gaming là khá khó chịu, đó là một quả smoke được ném lên từ khu middle, đã cấu máu đi của ba thành viên team Big rồi. Vâng, fake đất bề, nhưng mà Optic Gaming họ đã đẩy ra khu vực B shot và có thông tin rồi. Đây là một tình huống mà Optic Gaming đẩy đến 4 người ở khu bom B thời điểm đầu. T-Sit đang là người solo khu bom A. T-Sit nhìn thấy người rồi nhưng đã bị bắn yếu đi. Tizian đang đẩy lên, Tizian đang bắn tờ hơi sâu, vẫn kịp có một mạng đến từ vị trí Tizian. Optic Gaming đang có đến 2 shot đó, quyết định giữ 3 bề rồi và sẽ là bỏ mặc T-Sit ở A. Ừ, lộ trọng đầu đến từ Tizian và đó là double kill. Ngày hôm nay Tizian đang bắn quá bay rồi. Vâng, Tizian anh ta vẫn đang gây rất nhiều áp lực cho về Optic Gaming khi mà chúng ta có thể thấy cái tình huống bò trườn như thế này. Nó khiến cho Optic không dám bách về khu vực bom xe A nữa, mà họ bắt buộc phải giữ lại ở B khi mà lúc nào cũng sợ rằng đối phương móc hoặc là bách ngược về B. Bây giờ thì ở Connector đang là MSL, nhưng chỉ là một khẩu ốp của MSL thôi. Nó không có quá nhiều những cái sự nguy hiểm với Bích trong thời điểm hiện tại. Các thành viên của Bích giờ tham chỉ còn 36 giây và họ bắt đầu di chuyển lên khu vực bom xe A, nơi mà chỉ có một mình T-Sit với 40 HP. Rồi những quả lửa đang được trả vào, T-Sit vẫn có được bàn của Tapsen, một góc ngồi khá đẹp, nhưng gặp Santares thì không. Rất may là Santares chỉ còn 4 HP, bây giờ MSL đổi mạng Santares thành công, anh ta bị quay, nhưng MSL làm đôi. Đó là một tình huống mà Tizian bắn lỗi, và bây giờ thì time chỉ còn 16 giây, liệu Bích có thể đặt kịp quả C4 này. Vâng, bây giờ thì Creep xuất hiện sau quả smoke, kết thúc được Nick, đưa về là 1v2, 9 giây, vâng còn 9 giây, Muya không thể kết thúc được Creep thành công, quá đáng tiếc rồi. Một cái round mà Bích đã di chuyển rất chậm rãi, nhưng lại không hề an toàn một chút nào. Một tình huống 4v2 mà bên phía team Bích đã để thua rồi.
Và vừa rồi thì khen Tijan đầu rào, nhưng mà Tijan ở cuối rào đã có một bắn lên mù cả mắt. Mặc dù đã bắn được bắn trước MSL đến mấy tơn đạn nhưng mà bắn lại toàn hồn. Và vừa rồi thì hóa ra là MSL di chuyển nên anh chàng Tijan giật mình. Đen quá đen dành cho vị trí Tijan. Vừa rồi thì tôi nhớ đến những tình huống móc lốp của Chí ấy. Bắn sau bông đối phương à, không trúng. Chúng mà, chúng ăn 3 hit trừ 75. 3 hit trừ 75 lúc ấy tôi cầm P250 thì thế thôi. Bây giờ thì bên phía của Big họ vẫn sẽ full bài. Lượng tiền của Big nó khá đầy đủ nhưng cũng không còn nhiều nữa. Smuja của Tinex chỉ còn cho mình khoảng hơn 2.000 thôi. 3 set chỉ còn 800 đô. Bây cậu đang chủ động clear khu vực under connector trước. Mà có vẻ như sẽ đánh cái khu vực bom xe A. Khi mà ở khu vực B long thì chỉ là một mình chỉ có Tijan vẫn sẽ là biter ở B. Và C4 thì đã được Tap Sen cầm lên balloon rồi. Ở connect à, ở toilet thì đúng hơn thì là có một người của bên phía Optic và đó là vị trí của MSL. Vẫn là cái phong cách cầm ốp và không cần player nào hỗ trợ hết đến như MSL. Nhưng vừa nói xong thì T-Sit cũng đã xuất hiện ở toilet rồi. Cặp đôi bất hủ MSL cùng với T-Sit liệu có nằm xuống hay không đây? Tạm xem lộ rất nhiều tiếng ở đây. Một tình huống rất buồn cười đến từ bên phía Team Big. Mặc dù Team Big có phải là team chọn map này không đây? Team Big không phải là team chọn map. Và vừa rồi Team Big muốn nhảy lên cái balloon để bắn ra cái khu vực A-Long. Nhưng ai ngờ là Team Big ơi, cái góc bút đó thì đã được fix từ rất lâu rồi. Vâng, MSL sẽ bắt được con bò lạc thôi. Nhưng không, Tap Sen vừa rồi bò hẳn vào tâm nhưng FNL không thể có mạng của anh chàng Tap Sen. Tôi cứ tưởng là 99% là FNL sẽ bắn trúng rồi. Nhưng ai ngờ vẫn rơi ở 1% còn lại. Tijan vẫn đang bò về. Tap Sen có mạng thứ 2 cùng với một SK Nanoba rồi. Tijan vẫn đang muốn làm điều gì đó và đó là mạng thứ 3 của Tijan trước khi bị kết thúc với Nico. Bây giờ thì BVB họ đang di chuyển đến bom xe A nhưng vẫn có fake B đến từ Santares. Và bây giờ thì Config lại xuất hiện ở A rồi. Có vẻ dự đoán được tình huống này nhưng đây là một tình huống mà Config chỉ đổi được một mạng của Tap Sen thôi. Chúng ta có thể thấy những cái tình huống mà di chuyển vào trích góc của Tap Sen. Không biết là do tay to quá hay là pre-fire chuẩn đây. Hết MSL rồi tới T-Sit phải nằm xuống bởi Tap Sen ở toilet. Nó đã đem về cái lợi thế rất lớn dành cho Big. Đang rất mong là được xem lại những cái tình huống đó nhưng không có replay rồi. 17 frag đến từ Tap Sen. Tuy là không quá nhiều nhưng những cái frag của Tap Sen nó đang là rất quan trọng. Team Big đang bắn rất đều nhau. Và như thế này là một điều kiện đủ cho một team thi đấu rồi. Thì team một môn đồng đội mà. Đủ. Và những tưởng rằng BVB họ mang Santares về thì sẽ giống như là Simple ở Na'Vi. Santares thì cũng có một cái vị trí nhất định và cũng sẽ bắn đều với các player khác thôi. Nhất là Big, các player khác đang thể hiện rất tốt ở cái map Overpass này. Tuy đây lại là map pick của bên phía Optic Gaming. Bây giờ thì Optic chỉ có cho mình những khẩu lục và không có giáp. Thì Big nhiều lắm thì họ sẽ mất được một mạng là căng thôi. 1 đến 2 mạng nhưng không. Gặp Tap Sen ở đây tuy chỉ còn cho mình 10 HP nhưng vẫn kịp làm một cái double kill rồi. Bây giờ thì Tap Sen mới chịu nằm xuống. Nhưng ngay lập tức thì Santares đổi mạng config thành công. Đưa về là 4v2. Lợi thế hơn người, lợi thế hơn súng. Tôi không nghĩ là có lý do nào Big lại để cho Optic thắng được cái round đấu này cả. Smooth ra là còn đóng đinh ở mặt của T-Sit rồi. Santares đang kê lại và đã phát hiện ra là vị trí MSL. Ui dồi cái hitbox. Hitbox hơi nhiều và MSL thì bắn toàn trượt thôi. 14 là cho bên phía Team Big rồi. 2 round thiếu nữa thôi thì Team Big sẽ giành chiến thắng ở map thi đấu The Overpass này. MSL chán thì hơi hói một chút. Tôi nghĩ rằng anh chàng này sẽ phải có thêm nhiều tóc thì may ra mới ăn được Big ở map thiếu này. Vâng, có một vài player mà không có tóc nhưng bắn vẫn hay. Có thể kể đến như là CreamZ ở cái trận đấu trước của Fnatic. Đấy, trận chung kết đấy, CreamZ bắn rất hay và không có tóc. Ý tôi nói là bên phía của MSL thì phải có thêm nhiều tóc để tránh những tình huống mà sấy mù cả mắt ấy. Sấy khô cả tóc chuẩn hơn. Bây giờ tiếp tục là một tình huống tactical timeout đến từ Big. Bây giờ nó đang là key round dành cho Optic Gaming. Một cái key round cực kỳ quan trọng khi mà nếu thắng được round đấu này, Big họ sẽ ép cho Optic Gaming vào một cái thế về yếu tiền. Và nó sẽ là một cái match point rất đơn giản dành cho các player đến từ nước Đức và một Thổ Nhĩ Kỳ. Và một Anh nữa. Và bây giờ thì Big họ đang là
làm cho đội hình khá là thấp. Họ đang kê đẩy thôi, kê lại được Connector, cùng với đó là công viên. Nhưng người mất máu lại là Tizia. Những cái tình huống free fire spam qua smoke của Quest nó cũng gây ra được một chút khó chịu. Optic cũng đang lùi sâu hơn rồi. Đây là một round mà Optic lượng liệu nó là rất đầy đủ, cho nên họ cũng đang không muốn chủ động đẩy lên big mạng sớm làm gì cả. Họ chỉ cần câu được càng nhiều thời gian của big càng tốt. Big bắn Opat này, bắn mắt với Opat, tôi đang đánh giá Big là một team bắn rất cẩn thận bởi vì T-Side. Họ muốn đi đầu, ném flash, ném lửa trên các cực kỳ kỹ càng. Nhưng lần này hơi đáng tiếc là MSL đã kết thúc được next rồi. Một góc boot là khá hay đến từ bên phía team Optic Gaming, đang đẩy lên khu boxa luôn đến từ bên phía team Big rồi. MSL book flash ra nhưng smooth ra kê lại là hay. Trong bom side vẫn còn một người nữa, lộ vị trí rồi. Santaret đang tăng lên. Vâng, Santaret đối đầu với Config và người chiến thắng là Santaret, nhưng Long vẫn có một người nữa, đó chính là vị trí T-Sit. Đây là một round thi đấu mà từ phía team Optic đi đến 3 người trong khu boxa cơ. Vâng, một quả smoke trả ra che đi tầm nhìn của T-Sit rồi. Tap Sen kết thúc Nico thành công. Quả bom đầu, quả bom đang di chuyển lên nhưng mà lộ rồi. Tap Sen có vẻ như đã nhìn thấy được T-Sit nhưng mà không ăn thua lắm. T-Sit cũng chỉ đổ bom thôi trước khi bị kết thúc bởi anh chàng Santa Red. Nào, Quest làm gì đây? Tự trả ra quả smoke để di chuyển đi xếp xuống ở 14 máu, 1v3 thì gần như sẽ là không thể. 20 giây rồi và với bom đặt thành công. Với cái lượng tiền này thì bên phía Big hoàn toàn họ có thể cắt cử được một người đi bắt súng. Và ngay lập tức thì Santaret đang di chuyển ngay sau lưng của Quest rồi. Nhưng Quest cũng rất nhanh chóng bò ra được bì lò. Santaret thì không có một người nữa, đó là Smuja đang ở Connector. Bên phía của Big họ đang đi vây bắt vào Quest, nhưng Quest cũng rất nhanh chân, đang ở khá xa với các thành viên của Big. Và bây giờ thậm chí là Smuja có thể bị móc vào. Vâng, bây giờ liệu là bên phía Optic họ có lấy về được khẩu ốp trong tay của Smuja hay không đây? Santaret đang gây ra khá nhiều tiếng động. Mình Quest cũng phải trốn cẩn thận thôi, anh ta chỉ còn cho mình 14 HP. Lâu sau thì Optic Gaming lượng tiền nó không còn nhiều nữa. Và bây giờ thì Quest đổi được một mạng của Santaret thôi. Rất may mắn là Quest đã không phải nằm xuống. Vâng, với cái việc là Quest giữ được lại khẩu M4, xếp được súng thì ở round đấu sau Quest hoàn toàn có thể drop được một súng nữa cho đồng đội của mình, đem về thêm được một chút cơ hội để chiến thắng. Bên phía của Optic Gaming họ đang sử dụng cho mình những quyền tactical tham ao, có thể gọi là cuối cùng ở chết cái map thiếu này, như kiểu là chết đuối với được cọc rồi, không biết là có cọc nào hay là cái phao nào bén ra hay không đây. Bên phía Optic Gaming bây giờ họ vẫn có được cho mình hai khẩu M4 trong tay của Nico và Quest. Các player còn lại là Famas và UMP, nhưng lượng liệu thì là khá là yếu. Họ chỉ có smoke và flash thôi, một mình T-Sit đủ bò mì. Nhưng bây giờ Tap Sen, những cái tình huống pre-fire nó đang rất tốt đến từ Tap Sen, và liệu anh ta có làm lại được không? Bộ đôi Config và T-Sit sẽ khác nhà, nhưng T-Sit nằm rồi. Config đổi 1, Config đổi 2, Config suýt chút nữa đổi 3, nhưng bây giờ MSL xuất hiện và kết thúc Tap Sen, đưa về là 2v2. Bên phía Optic Gaming đã có một round gây bất ngờ cho Big. Tuy Big cũng đã rất cẩn thận di chuyển với những quả flash, nhưng họ vẫn để cho Optic kéo đi mất 3 player của mình. Nhưng các player còn lại thì đang là Santaret và Tizian, hai player tay rất to. Trong khi đó thì bên phía Optic Nico còn sống, thì cái cơ hội để có thể đem được ra thắng 13 cho Optic vẫn là còn. Bây giờ thì Nico một tình huống nhảy check thôi, phát hiện ra được Tizian rồi, có thông tin rồi. Bên phía của Big cũng bắt đầu trả đồ vào. Tizian có một nửa HP rồi, Nico Katamin. Wow, một tiếng bắn rất hay đến từ phía Nico, nhưng vẫn còn đó Tizian ở đây. Nhưng không còn Tizian ở đây thì Nico bắn hai cái mặt cho nó gọi là cẩn thận luôn. Và đó là một round thiếu rất quan trọng dành cho bên phía của team Optic Gaming. 13 rồi. Niềm vui ngắn thì liệu có thể gang với cả team Big hay không đây? Họ là team đến map boy trước, nhưng Optic Gaming họ đã vừa có một round điều rất quan trọng thôi. Tiếp tục xem kỳ round nữa dành cho bên phía team Optic Gaming. Round điều cuối cùng rồi, nếu như mà họ giành chiến thắng round điều này thì sẽ có cơ hội đưa trận đấu về những lượt overtime. Một số lượng tiền bên phía team Big còn là không quá nhiều đâu.
rất nhiều nét được trả vào Playground đến từ bên phía team Optic Gaming. Nhưng pick họ đang đi đến 3 người ở cùng Connector. Quét vừa rồi đã phớt pick được Tizian ở khu vực Belong. Hai ông này đã gặp nhau quá nhiều Belong rồi nên là Quét đã hiểu lối di chuyển của bên phía Big Tizian. Big lần này họ đang muốn đổi hướng lệnh đánh lên bom xe A nhanh ngừ. Nhưng vị trí số 0 của T-Sit đang là quá đẹp rồi. Bây giờ thì bên phía của Big họ chắc chắn sẽ đánh A khi không còn người ở B nữa. Nhưng MSL của T-Sit đang có góc chéo cánh ở đây và vẫn là Tam Sen. Nhưng lần này Tam Sen nằm rồi. Santaret đổi mạng của MSL nhưng không có quá nhiều áp lực cả người bên phía Big. Nhưng vẫn còn T-Sit. T-Sit chết Santaret làm đôi một cái tình huống NG Frag. Nó phải gọi là quá tuyệt vời của Santaret đưa về một cái lợi thế hơn người cho Big và đưa về cả cái bom sai hà và đưa về cả cái map thi đấu này nữa. Trang lửa cùng Smoke được trả vào khu vực thùng rác và banh liên tục em cho hai người của bên phía Optic phải chơi chậm lại, phải lùi về thôi. Nhưng bây giờ đây là một round mà chắc chắn phải cứu đến từ Optic Gaming. Optic Gaming có kit trên người Quét nhưng mà không còn đồ nữa rồi. Big vẫn còn một quả lửa đến từ Santaret kia. Vâng, chỉ là một tiếng tít tít thôi, quả lửa này sẽ ném vào và thôi, gần như sẽ là không còn cơ hội. Smutja phát hiện ra Nico và thôi rồi, bài bài Optic Game mình không còn cơ hội. Và đúng là như vậy, double kill dành cho anh chàng Smutja. Vâng, xin chúc mừng bên phía team Big và xin chúc mừng các tờ trí. Chúng ta đã có một cái map, chúng ta đã có một cái bo bảng và đã là tỷ số 1-0 rồi. Bây đúng giờ là 4 giờ sáng và hy vọng là sẽ phải sẽ được về nhà sớm chứ không như hôm qua. Hy vọng là 2-0 dành cho mình. Đúng. Chúng ta cùng nghỉ trong 1 phút trước khi đến với diễn biến tiếp theo của cái bo bảng này nhờ anh em ơi.